Chào mọi người đã trở lại với channel của mình ha. Được rồi các bạn ơi, hôm nay mình và Núp sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là đánh boss ở trong đây, gọi là mà đáp, nhưng mà có sẽ có những con boss ngẫu nhiên ở trong đây để cho mình có thể mình Núp solo với con boss này. Đây là những boss rất là đặc biệt ở trong Minecraft các bạn chưa bao giờ thấy được, và bây giờ các bạn đã thấy được trên kênh của mình rồi. Được mọi người, nếu mọi người thích thì đừng quên đấy là một like như một subscribe ủng hộ cho mình nha. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ qua cái đấu trường boss ở bên này, nơi mà con boss sẽ xuất hiện ở đây, đó chính là những cái trụ cột. Trời, làm gì đó mày lên gì ghê vậy đó. Đây là dạ. Chưa, ủa cái gì đấy trời, mày thấy nào nào đó, mày thấy nào nào mày qua mày đủ tiền boss đó. Cái này xuất hiện mới, mới xuất hiện. À, đây là khu giữa sân đây nó mới tập luyện ha. Đâu ha ha, để coi cái gì đây. Ôi mày, ở trong cái lửa cháy này có một cái trứng đang xoay nè mày ơi. Cái gì à, là chuẩn bị hồi à, lấy cái trứng ra đi qua rồi. Chúng người dễ tay rồi. Tớ mày nè nè nè, luôn kiếm được luôn nè, bỏ cái kiếm vô trong được luôn nè, ghê vậy. Trời, bỏ cái kiếm mày vô được luôn các bạn ơi. Mày lấy đồ tao nữa rồi, mày đưa kiếm ra coi. Ủa, tưởng đâu là bỏ vô thêm, tao lấy ra luôn. Đưa được, cái trứng ở đâu rồi, cái đứt trứng ở đâu rồi. Gì ghê vậy trời, cái ghê vậy mọi người, cái này nhìn sợ sao mọi người. Cái gì ta? Nether, à, bánh bánh Nether. Con boss gì mà ghê. Ủa sao không có tiếng gì nghe là hết quên. Trời ơi, ăn mấy đứa vàng được. Rồi sách nè. Ui, được, ghê nha. Đây à. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, con này nhìn ghê các bạn ơi. Ờ, có trái táo vàng ngon lành. Ui. Trời ơi, may lắm, nhưng mà có những con boss siêu xịn ở trong đây các bạn ơi. Hay ha bưởi. Trời, mày làm gì mày lết luôn rồi đúng. Lết quýnh nó. Rồi, có tao chèn mà chưa sức quýnh thứ này. Mày á. Ê, mày đó. Con này 3-500 máu các bạn. Nhưng cái này hai đứa là quýnh chưa sức rồi. Đứa tặng túi. Ui, con này cũng kích lên. Ui, nè. Ôi con này dễ các bạn, con này dễ. Mày ăn táo vàng vô chết gì vậy chết. Ăn táo vàng vô coi. Ê con này nó ngu các bạn ơi, con này nó ngu ghê luôn á. Ui, nó dí mình đó mọi người. Ôi nó dí gì tiền cái thầy. Cái mỏ kìa mọi người, cái mỏ nó mở kìa. Nhìn các bạn nhìn kìa. Ôi, nó đập chết đập một mình nè. Mình nhìn cái đá. Nè, ui mình quýnh nó có bùn không? Mày hả bưởi chết rồi nè. Ơi vậy? Ai nhìn nó chết các bạn. Nhìn nó chết kìa các bạn, nó chết ngọt. Ui, cất cái gì ai đó đi. Ơi rất độ. Ơi cái gì nè, cái này gì nè. Cái búa của dưới đây. Cái ho này làm gì đây trời. Ủa cái này ho là gì? Cái gì ta? Cái ho này dùng để làm gì ta? Cái búa làm gì ta? À, cái búa được hay chơi được tuyệt chiêu các bạn ơi. Rylix là nó nói chiêu. Ê, con boss tiếp theo luôn. Ê, cái trứng tiếp theo nè. Trời, cái con núp này thiệt chứ, cả trớn thiệt chứ. Đây rồi. Bây giờ từ từ lấy cái gì dập cái dung nham này đã. Để nó cháy nhà đó các bạn ơi. Từ để mình lấy cái đất mình vô mình dập cái dung nham này đã. Ủa nó vô nó ra nó xả dung nham thì ghê thiệt chứ, cháy nhà cháy cửa hết. À, ôi trời mất luôn hết trơn rồi. Đây. Đây tắt dung nham chưa, dập tắt dung nham đấy. Rồi ok lấy cái này ra mình sẽ lắp cho này nữa. Nè dung nham nè. Rồi đặt cái cục đất này vô tiếp theo. Rồi lấy cục này nữa. Ôi trời, đập rớt dung nham là mất luôn rồi. Con khứa kia nó ra nó tạo dung nham, nó cháy nhà cái cửa hết tùm lum các bạn ơi. Cái này phải đặt mấy cục nè. Đó, cái này phải đặt mấy cục cơ. Ui, no. Thấy đồ nè. Rồi, đập cái cục đó trước đã rồi. Xong mới đập cái cục kia. Rồi lửa nó cháy mà mình áo là tháng lửa sao. Rồi, cái này tắt dung nham nè. Rồi ok, cái bên
coi tắt rồi coi nè. Trời ơi, có một xíu dung nham mà cũng bị mất luôn đất các bạn. Đó. Đó, để cho cái sân mình nó đẹp lại nha, chứ không mất công rồi. Rồi, ok đó. Rồi, dung nham sẽ bị dập tắt xuống nè, dung nham sẽ bị kiểu bị thủng xuống nè. Xẹp chưa, đây rồi, cái đó nè. Nó xẹp rồi, nó xẹp rồi, nó xẹp rồi. Rồi, ok. Dung nham là hết, cái này đổ nước vô cái là hết trơn. Nhưng mà thôi, được rồi, chúng ta sẽ tới con boss thứ hai. Đó là quả trứng gà. Ôi lộn, cái quả con Enix Revenge. Ui, vậy là vua khiên à, vua khiên. Ui, vua khiên, vua khiên. Ui, bắn kìa. Ui, nó bắn ra cái gì kìa. Ui trời trời, quýt con. Ê, con mày cứng với mày cứng như đá vậy mày. Rồi, ôi. Chiếu nổ coi. Ôi trời, nó quay là mình cũng không có trúng được các bạn ơi. Ôi nó có thiên mà. Nó quay là y như Omega các bạn. Omega nó muốn mọi người quýnh nó xoay nó quýnh được. Ở đúng cầm búa đập nó ơi. Ừ, biết cách rồi. Khi mà nó dừng qua. Ui nó. Ui. Nó chơi cái kêu gì vậy? Đập chết kêu đi, cái kêu. Con này nè. Mày lâu, nó sẽ dừng lại một giây cho mình quýnh được. Ủa nó phun lửa ra kìa, nó phun lửa vô đầu nó kìa mọi người. Sao trời cứ giật lạc đứng trên cao luôn kìa. Mày u quýt được hai cái luôn. Mày ôi gì con này yếu vậy trời. Chưa chết nó rồi. Trời con này yếu nhất. Ủa nó rớt cái này là gì ta, cái này là gì trời. Tìm của nó quên. Ê cái này là gì mày. Bình ninh hát. Ê cái bột cháy các bạn ơi. Hay là đâu có phun ra lửa không. Ê mày ơi. Ủa cái gì ra vậy? Ơi, cái này là đặt vô bên trong cái này. Trời ơi, chỉ là con này chứ là. Ôi! Trời ơi, đây mới là con chùm. Ôi trời ơi, trái tim. Ôi ôi. Ôi nó đang giết chết đây nè. Ơi, vẫn còn sống mà mẹ chết à mày khóc mày. Trời. Ôi. Ôi mày chết. Nó xiên như thế anh cha chở. Tính ra mọi người con nào ra cũng xiên nó bên mọi người. Để tao khỏi lo. Ui trời ơi, quá. Ui con này câu lắm bạn ơi. Rồi con boss. Con boss này cứng như đá luôn các bạn ơi. Ui mình bị dính cái hiệu ứng gì kìa. Cái hiệu ứng gì kìa mọi người à. Đừng đánh tôi đâm lưng đó. Blazing Brand 3 các bạn. Ui nó nằm vô bụng mình. Ê nó hồi máu. Nó hồi máu kìa. Trời ơi hồi phun máu luôn. Nhưng mà không sao, bộ giáp này là bộ giáp thần kỳ, bộ giáp hay chống chọi với con khứa này rồi, không hay chết được. Chỉ cần một vài trái táo dẹp là hãy cực nó. Mày táo rồi. Ui, nó quýnh mình một cái, nó chém mình hút máu, nó có hút máu á. Nó quýnh mình hút máu à? Ừ. Ủa các bạn nhìn thấy chiêu của nó chơi kìa. Vô mày chém mình hút, mày chém sau lưng, ui trời. Rồi, tao bị choáng rồi, tao bị choáng rồi. Ui trời ơi, ghê vậy. Con này chứ cái khi ui nó chém khỏi lực rồi đặt máu. Ui rồi. Ui chạy. Ui có đứa chưa mới kìa. Ê anh ơi. Trời ơi, các bạn nhìn coi con này, con khứa boss này kinh quá mọi người, con này là con trùm. Mày hả bụi. Oh my god. Ơi không ăn được luôn. Ê từ trời, nó đập cho người, nó đập xuyên tim tôi luôn đó mày hả bụi. Mày hả nó xuyên lên trời luôn. Ôi ghê. Mày quýnh người quýnh đi, quýnh sao mày quýnh lén đi. Con khứa này giờ nó quýnh mình. Mày hả bụi. Ây da, trời ơi bị chán các bạn ơi, đẩy khi mà nó bị chán. Rồi lục bụng rồi. Nó đập lục bụng tao rồi. Trời ơi nó quýnh mình lục cái bụng luôn các bạn ơi. Ui nó quýt mình một kiếm nó hồi 15 máu các bạn. Quýt ẻ quần luôn trời ơi. Nó quýt cho nó hồi máu. Không được. Trời ơi ngọc. Ui chạy. Ui no. Đừng để nó hồi máu, Mày quýt đi, mày đang kiếm mày quýt. Để tao chạy. Bây giờ là biết mình chạy mà. Ui nó... Ê nó bóng xanh rồi, bóng xanh rồi. Chết. Mày ơi nó đổ chuyện đại mình rồi. Ui trời ơi lại đắp vô một đứa rồi. Ôi trời ơi, choáng rồi, nó bơi tao bị choáng rồi, tao bị choáng rồi. Á, trời nó choáng rồi, nó chạy đến đầu mình luôn mọi người. Ơi, no.
Con này chiêu kinh quá, chém mấy đứa. Đậu xanh mày chết tao có thù à? Cái mày đâu? Thì thôi. Mày sao mày quýnh tao không vậy? Con núp kìa mày không quýnh. Trời ơi, mọi người nó quất mày. Đánh cho nó rớt ra cái giác đó. Ê, trên đầu nó có mấy cái cục gì qua, cái cục để chuyển đổi hệ hay gì? Ừ, giống mày giống pháp sư mày. Ok. Con núp nó cắn lén mọi người ạ. Quýnh sao được nha mọi người, con này tí rất là mạnh. Ây da, lại bị đâm cho ruột nữa rồi. No. Trời ơi, trời nhìn kìa. Ê, con này một người đánh khó chứ mày. Đánh nó hồi máu. Một người là khó quýnh nha, nhưng mà hai người mọi người chỉ cần một đứa kia là cắn lén rồi đó, cắn sau lưng đó mọi người. Ủa, nó không đổi hệ nữa hả? Đổi hệ nó đi. Đánh cho lòi. Ê, nó bể khiên rồi, nó bể khiên rồi. Bể khiên rồi, đào lòi vách đất ra rồi. Ui, nó chơi thật chiêu mới kìa mày. Ê, cái gì vậy, cái gì vậy? Mày hả, bữa cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, nhìn cơ. Ê, là ba cục trên đầu rồi. Trời ơi, quýnh ngay càng yếu càng mạnh các bạn ơi, càng thấp máu cái nó càng kém kinh mọi người ạ. À. Ê, nhưng mà anh mình có cái kỹ năng đâu đó chứ là. Hết rồi, hết cái chuyện mới rồi. Rồi. Ấy da. Ấy da, trời. Mày hết rồi, tao lộn rồi, tao đánh rồi. Rồi. Ui, trời nó chém tao hai cái nó hồi máu mày. Từ. Vô. Ui. Ôi, chị đang tập gì đâu nghe chứ. Trời, ấy da, trời ơi, nó quýnh nó còn cái đầu thôi coi. Ôi mẹ ơi, nó chém kìa các bạn ơi. Oh my god. Cứa này ghê quá các bạn, cứa này ghê quá, nó quýnh dồn đất. Ôi bây giờ nó chơi thật chiêu, nằm đất liên tục luôn rồi. Anh ơi, dí con núp đi. Dí con núp đi, trời ơi, sao mà dí mỗi mình tôi không vậy, tôi đứng lại cho người đập à. Ôi con nó chơi thật chiêu qua cha. Trời ơi, nó quýnh kìa các bạn, nhìn ra nó quýnh luôn. Đưa nó đẹp thực sự các bạn ơi. Đừng để nó chém, sắp chết rồi. Ây da. Mày hả bưởi. Rớt cái khiên rồi, nó rớt cái khiên rồi. Cưng luôn. À. Ôi dông, chém bắt khiên. Trời ơi, challenge complete. Ui, có cái gì kìa. Ủa, mày lượm hết trơn rồi đó. À, mình biết đó mọi người. Cái viên này nè mọi người, cái viên này dùng để là chế tạo bộ đồ của nó. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử chế bộ đồ của nó cho mọi người. Đây rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cần bỏ cái kiếm vào trong đây nè. Nâng cấp, à quên, lỡ cái lấy cái kiếm của mình luôn cũng được các bạn à, không cần chế kiếm khác. Đây, hai cái này nha, và hai cái viên này. Chúng ta sẽ nâng cấp lên được cái kiếm này các bạn ơi. Cái kiếm này có vẻ là đam hơi thua cái mình chút. Bây giờ mình sẽ lấy cái bộ đồ của mình xuống nha. Đây, cái bộ đồ của mình sẽ nâng cấp lên các bạn ơi. Nâng cấp lên nè. Được rồi, bây giờ các bạn sẽ xem cái bộ đồ của mình vừa nâng cấp lên. Tí nữa con nó sẽ hết hồn của mọi người, nó tưởng mình là boss các bạn. Đấy, các bạn thấy gì chưa? Đôi giày nữa nè, cái quần nữa. Và cái áo nữa các bạn ơi. Wow. Được rồi, bây giờ cái kiếm này còn có khả năng nữa là gì? Thôi, đã chịu hồi được lửa địa ngục. Ôi, cái gì vậy? Wow, nhìn ghê chưa? Nè, nó bơi nhìn nè. Quên cái bộ đồ của nó luôn rồi hả? Được rồi, tao chỉ mày nâng cấp nè. Mày dùng cái bộ đồ mày làm tao nâng cấp cho. Cái dân lạc đi xuống, ngồi cà chớn à. Đây, tao sẽ nâng cấp cho mày bộ đồ giáp quỷ lửa. Đấy, bỏ ngọc lên, nâng cấp lên. Cái này nâng cấp lên à, thành cái bộ giáp gọi là siêu VIP luôn các bạn. Rồi vượt qua Nether luôn mọi người. Rồi, đây là Nether Binding các bạn. Đó, bộ đồ giáp mới cho núp này. Và cái kiếm này sẽ không thay đổi gì các bạn ơi. Cái kiếm thì nâng cấp lên đó, tại vì cái kiếm chế nó không có thay đổi được gì cả. Rồi. Đâu, kiếm đâu? Đấy. Và cái kiếm này, à đúng rồi, cái kiếm này hay bỏ vô cái lò đúng mọi người ạ. Trời ơi, các bạn nhìn nè các bạn. Ui, nhìn đẹp chá men luôn. Trời ơi, nhìn cool ngầu ghê chứ. Ê, cái con núp kia cà trớn, tao quýnh bây giờ à. Được rồi, đưa cái kiếm Nether đây, kia đây đó. Đưa cái kiếm kia tao. Coi. Làm trời. Trời ơi, nó chơi phép thuật kìa mọi người. Wow. Áo ghê luôn. Ê, đưa cái kiếm coi, đưa cái kiếm nãy coi. Cái kiếm Nether ở đâu rồi? Cái kiếm Nether mà, đưa cái kiếm này.
cái kiếm này nhiêu đam, mà cái kiếm này 10-11 đam các bạn. Tao đi chơi phép thuật coi. Rồi, mình sẽ cầm hai cây cho nó cất chất luôn. Nhìn đây. Từ từ, mình họ chia, mình chém cho nó một chém. Biết thế nào lễ độ. Họ cháy luôn căn nhà rồi. Trời ơi, dễ gì bắt được tôi, dễ gì bắt được tôi. Tôi sinh ra để chạy mà. Tại đứa nào được rồi. Mất khiên hả? Ôi, trời ơi, em mất khiên nó có thêm chị kêu mới kìa. Mày vô đây, mất khiên. Mày, ui trời ơi. Thì kêu chết đi. Ôi trời. Thế rồi. Mày hả bưởi, đỡ đi. Ui. Rồi nó gãy cánh rồi các bạn ơi. Gãy cánh rồi. Lại tung, lại rớt nguyên liệu nữa mọi người. Ai chà, con này đơn giản quá. Mình cứ nghĩ là quýnh không nổi nó. Nhưng mà nếu mà hai người nha, hai người sẽ quýnh được nha. Và cây súng đây, mình sẽ cho mọi người coi. Nếu là mình cầm cây súng vô, nó sẽ không có quýnh, không có bắt được con này nha. Lừa nhà đợi xíu nha. Ví dụ là cầm cây súng vô, chúng sẽ không bắt con này chết. Tại vì con này sẽ bất tử là súng ấy. Đây, cây súng này là có cái lượng đam. Cái súng này có lượng đam là 800 đam nha mọi người. Để mình bắn núp cái con chết không nha. Đứa gì mà núp. Một viên chết nha. Giáp mạnh một cái cỡ nào cũng một cái là chết nha các bạn. Rồi bây giờ thử nha. Mình sẽ bỏ bột này vào ở trong đây. Và để dùng cây súng này coi có thể tiêu diệt được con quái vật này không nha. Rồi con này xuất hiện nữa rồi. Ui mẹ ơi. Trời. Bây giờ chỉ chuyển sang cái độ xài súng các bạn. Các bạn thấy gì không? Bắn một giọt máu. Mất một giọt máu luôn. Bắn thêm 5 chút rồi.
khiên đó, dùng cái khiên đó đỡ. Lần này keng luôn á. Nè nè nè, núp cầm súng, núp bắn này, núp cầm súng, núp bắn này. Ây da, con khứa này nó đánh đau quá. Bắn lén này, bắn sau lưng nó núp. Bắn nó. Thấy chưa. Mọi người thấy rõ không? Con núp đứng sau lưng bắn được đó mà nhưng nó bắn lén kìa. Kì, bắn chết luôn núp. Cái súng 800 đạn các bạn mà bắn. Bắn lén đi. Trời ơi, mình chạy nó bắn lén mọi người. Đỡ gì nổi các bạn. Kìa. Khứa nó bắn nha mọi người. Rất khiên lên. Rồi, rụng. Đỉnh cấp cho thì kêu nhưng mà rất tiếc các bạn. Lúc nó chơi cầm súng sau nó bắn lén chết nhỏ luôn. À, đúng là chơi cầm súng là chịu luôn mọi người. Ừ, mày rút kiếm đi, tao không biết sao cho tao cầm cái súng là thấy lỗ rồi đó. Ok các bạn, chắc là video hôm nay là mình bày đáp nhưng mà mình đánh quyết tâm những con boss siêu bờ rồ trong này, những con boss rất là đặc chiêu và kỹ năng rất là đẹp luôn. Và nếu mọi người thích video này đừng quên để lại một like như một subscribe ủng hộ cho mình nha. Mọi người thấy video này của mình thế nào đừng quên để lại comment bên dưới nha. Bye bye mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.